À, xin chào anh em. À, hôm nay mình vừa mua được một món hàng mới trên Lazada, nên mình sẽ mở hộp nó. Mình vừa mới nhận được hàng xong á. Đây là cái bộ đàm ha, một cặp bộ đàm của hãng Baofeng. Cái modem là 368 888S. Có tặng hai tai nghe nữa. Giá là 400 mấy á. Nếu mà mua chịu khó săn sale thì còn khoảng 400, 398. Nhưng mà mình do mình cần gấp á, cho nên mình mua với giá là 409. Bây giờ mình sẽ mở hộp nha. Hộp còn mới ha. Mình quay lại clip tôi, không có gì á, mình up lên mình phản ánh. Nhìn chung là họ đóng gói cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là một cái túi ni lông bao ở ngoài thôi. Mình dán cái mã đơn hàng lên. Này mà nó vô nó ném, shipper họ ném một phát là tiêu tùng. Đây ha. Đây, mình nó mới nói xong mớp rồi này không. Đây, bộ đàm là Baofeng. Mã là BF888. Giờ mở thử ra nha. À, mở hai bên thôi ta. Mở sao? À, đây đây. Ở hướng này. Ở đây sách hướng dẫn sử dụng xíu nữa coi. À, tặng họ tặng tay mình tai nghe nè, này là một cái, hai cái, đúng như là quảng cáo là tặng hai tai nghe. Còn đây là nhân vật chính của mình, một cái bộ đàm ha. Để coi sao, trước giờ mình chưa xài bộ đàm bao giờ, mình sẽ thử. Này mình đi chơi xa mấy bạn, mình đi hai ba xe ấy á, thì mỗi người giữ một cái, có gì mình alo alo cho nó lẹ. Dù người này mà cần gọi cho người kia á, mình alo alo chim sẻ qua đại bàng là bên kia sẽ nghe được. Gắn vô ha, chắc là đây là pin quá. Mình nói thiệt chứ mình cũng lúa mấy cái này lắm. À, tháo ra gắn vô phải đè lại vô nó mới ăn. Rồi mình sẽ gắn anten vô mình test thử nha. Họ cho hai anten, chắc là hai cái, trình cho hai bên. Mình thấy cái hãng này á, giá ổn mà nhiều chức năng so với một cái hiện mấy cái hãng khác của bên như là của châu Âu á, thì giá nó rẻ hơn, giá nó mắc hơn nữa, nhưng mà pin thì nó yếu hơn, và thứ hai là cái thông số kỹ thuật của nó cũng không bằng, như là khoảng cách nè, rồi âm lượng nè, chống ồn nó thua hơn này. Chắc cho hàng Trung Quốc là nó rẻ, nhưng mà cái miễn sao xài ok là được. À, giờ bấm kiếm, mình kiếm cái nút nguồn lên ha. Alo alo alo. Alo alo. À, bật 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 nút nút lên ta, đúng là mình lúa. Alo alo. À, này nút đèn. Alo alo. À, họ phải dò tần số sóng nữa thì mới được hay sao ấy. Làm sao mới được ta ha. Mình vẫn chưa thế nào mà mình sử dụng được. Để ta hướng dẫn sử dụng coi nó làm sao. Thanh kiều. Nhìn trong mình chắc là ổn đó.
Mấy bạn ơi, sau một hồi á, mình vật vã với nó, cuối cùng mình đọc cái cuốn này nè mấy bạn. Cuối cùng mình cũng hiểu ra được. Nó đơn giản vô cùng, đơn giản hơn mình tưởng nữa. Đây ha, cuốn hướng dẫn sử dụng của nó. Nãy giờ mình ngồi mình nghiền ngẫm. Nút D là nút Push to Talk, là nhấn để nói. Vì mà mình nãy giờ mình nhấn lộn là nút này ha. Đây, nút D. Đó, đèn đỏ lên mình nói, mà phải để hai cái xa nhau nha, để gần quá nó không có ăn đâu, xa ít nhất phải 5 mét đó, nó mới ăn được. Rồi là hết rồi, chỉ có chủ yếu cái nút này thôi, còn mấy nút kia là để giám sát, để cái gì đó. Bây giờ mình bắt đầu lại nha. Tổng quan là nó có bên này nó cạnh là ba nút, nút đè lúc này để nói ha. Alo alo alo, hay quá. Alo alo alo, gì nè, đây đây đi. Alo, alo. Alo. Các bạn thấy nó nói lên không? Đè lúc này xuống nói, nhưng mà đi xa xa xíu nha, hai cái gần quá nó không có ăn, nó bị rè. Rồi ở trên của nó là hai cái volume ha, cái này là âm thanh, là loa đó mấy bạn, lớn nhỏ nè, gì là nhỏ nhất, dạng nhỏ hết cỡ là tắt luôn, công tắc của nó luôn, kim công tắc nha. Dạng này là lớn nhất, bên này cũng vậy, volume. Còn này chỉnh kênh nha. Đây, các bạn nhìn cho kỹ cái số này nha. Ở dưới đó thấy không? Nó sẽ có cái số từ 1 cho tới 10, 10, 15. 1, 15, nó có 15 kênh. Đây, số 1. 1, 2, 3. Đó. Nó có 15 kênh tổng cộng. Mình cứ quay hai cái này, mình quay cho nó đúng kênh. Đúng giờ mình đang ở số 11 nè ha. Mình quay đúng gì số 11. 11 ha. 10 là 10. 9 là 9. X là 8. Đó. Cái này cũng vậy, mình dặn đúng kênh thì nó sẽ nói. Đó. Điều này có nghĩa là nếu bạn có thêm cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu hay cái thứ 10 chẳng hạn, các bạn cứ dò đúng kênh của nó, đúng đặt cùng một kênh hết thì nó sẽ ăn với nhau, và khi bạn nói á, thì tất cả những cái còn lại nó sẽ nghe. Đó, này đây dàn loa của nó nha. Còn mic của nó thì ở đâu đâu ta? Mình không biết nữa, nhưng mà mình nói vô thì nó nghe ra bên này được. Mình thử rồi. 5 mét, 10 mét thì nó mới ăn ăn tốt luôn. Rất rõ. Loa này lớn kinh khủng luôn. Cái này á, là nút test. Bấm cái này á, là biết là nó đang hoạt động bình thường ha. Còn cái này là đèn. Đèn sáng, đèn chớp, hai chế độ giống đèn pin buổi tối cũng được, có còn hơn không. Rồi một cái thì tầm khoảng 200, cái này có 200 ngàn cái, một cặp là 400. Rồi như mình mua mình đi chơi á, hai xe, xe bên kia đi trước, xe này theo sau. Rồi mình muốn đói bụng, mình muốn ăn sáng á, thì mình alo alo alo, chim sẻ qua đây bạn ơi, đại bàng nó bụng không, xuống kiếm gì ăn. Còn không, ví dụ mà mình đang chạy mà có gì sự cố gì đó thì tấp vô lời gấp ấy, cũng alo, đừng bỏ tao, đợi tao xíu gì đó. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.